Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kim Trinh. Chào mừng các bạn ngày hôm nay đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Ngày Messi, Neymar cùng dàn sao Barca hủy diệt đội tuyển Thái Lan. Trong quá khứ, Barcelona từng có chuyến du đấu đến Đông Nam Á để đối đầu với đội tuyển Thái Lan. Đó là trận đấu mà những ngôi sao như Messi hay Neymar đều ra sân để lại dấu ấn. Tháng 8 năm 2013, trong chuyến du đấu hè chuẩn bị cho mùa giải 2013-2014, Barcelona có chuyến đến thăm Thái Lan và thi đấu cùng đội tuyển những ngôi sao của đất nước này. Không giống như nhiều đội bóng khác mang đội hình dự bị đi du đấu, Barca khi ấy có đầy đủ hảo thủ sẵn sàng đối đầu với đội tuyển Thái Lan. Trong đó phải kể đến những cái tên như Lionel Messi, Neymar, Fabregas, Xavi hay Iniesta. Cùng xem lại trận đấu đáng nhớ này nhé. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Trong quá khứ, đội bóng của Tây Ban Nha, Barcelona, từng có những chuyến du đấu sang những quốc gia tại châu Á nhằm mở rộng thương hiệu tại đây. Mùa hè 2010, đội bóng xứ Catalonia đã đá giao hữu ở Seoul và Bắc Kinh. Trong trận đấu tại Seoul, Barca đã thắng đội các ngôi sao K-League với tỷ số 5-2 nhờ công của Ibrahimovic, Messi, Jonathan Soriano và Victor Sanchez. Ở Trung Quốc, Barca thắng câu lạc bộ Bắc Kinh Quốc An với tỷ số 3-0 tại sân vận động Tổ Chim. Mùa hè 2013, những ngày đầu tiên dưới triều đại của huấn luyện viên Gerardo Martino bắt đầu trong sự phấn khích cực độ nhờ vào những cơn mưa bàn thắng mà Barcelona rút vào lưới các đối thủ. Sau khi kết thúc giải giao hữu Joan Gamper Cup bằng chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Santos, Barca lại tiếp tục lên đường thực hiện chuyến du đấu lần thứ 5 sang châu Á, xem như chiến dịch khởi động trước mùa 2013-2014, đồng thời cũng để làm tăng thêm giá trị thương mại của câu lạc bộ. Và điểm đến lần này của họ là xứ sở Chùa Vàng, Thái Lan, nơi mà Man United từng thua muối mặt 0-1 trong chuyến du đấu vào tháng 7 trước đó. Ngày 7 tháng 8, trên sân vận động quốc gia Rajamangala, đoàn quân của Barca khi ấy được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Martino đối đầu với đội tuyển Thái Lan. Nếu như Thái Lan sử dụng những cá nhân kiệt xuất như Chanathip, Danda hay Krayson, thì phía bên kia, Barca cũng tung ra sân một đội hình gồm nhiều hảo thủ, đặc biệt là việc bộ ba tấn công Messi, Neymar, Pedro xuất phát ngay từ đầu. Việc các trụ cột hội tụ đầy đủ giúp Barcelona luôn có lực lượng mạnh nhất và họ không hề có tư tưởng đá lơi chân dù chỉ là một trận giao hữu. Barca đã tỏ rõ ý định chơi tấn công nhằm đánh phủ đầu Thái Lan ngay từ những phút đầu trận. Sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp lập tức được thể hiện khi bóng hầu như chỉ hướng về bên phần sân đội chủ nhà. Điều đáng mừng hơn với các culé đó là tân binh Neymar đã bắt đầu hòa nhập tốt với lối chơi của đội bóng mới. Neymar có trận đá chính đầu tiên bên cạnh Messi và Pedro. Tuy chỉ xuất hiện đúng 45 phút trên sân, nhưng tiền đạo người Brazil cũng đã kịp có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo Barca với pha lập công mở tỷ số khai thông bế tắc trận đấu ở phút 12. Khi Barca chơi hưng phấn hơn sau bàn thắng và các cầu thủ Thái Lan vẫn chưa kịp sốc lại tinh thần, thì bất ngờ ở phút 14,
Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau tình huống hậu vệ Thái Lan phạm lỗi với Messi khi anh đột phá vào khu vực 16m50. Tiền đạo người Argentina dễ dàng đánh bại thủ môn đối phương trên chấm phạt đền và nhân đôi cách biệt cho Barca. Chỉ mất thêm 5 phút, Barcelona lần thứ 3 đưa bóng vào lưới Thái Lan. Sau khi nhận đường chuyền từ bên cánh phải vào vòng cấm của Alves, tiền đạo Pedro đã tung cú dứt điểm đưa bóng đi sát cột dọc, khiến thủ môn Hatay Ratanakul bên phía đội chủ nhà không có cơ hội cản phá. Đội khách liên tục chơi ép sân và Thái Lan gần như không có cơ hội lên bóng. Phút 25, tỷ số trận đấu giữa Barca và Thái Lan thêm một lần nữa thay đổi khi Adriano có pha căng ngang từ bên cánh trái cho Messi băng vào dứt điểm ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 4-0 cho đội bóng xứ Catalan. Barca tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội với bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 36. Từ bên cánh trái, Messi thực hiện một đường căng ngang tầm thấp, loại bỏ toàn bộ hàng thủ và thủ môn Thái Lan, đưa bóng vào giữa khu vực 16m50 trong tư thế không bị kèm. Tiền đạo người Tây Ban Nha, Pedro đã dễ dàng hoàn tất cú đúp của mình trong trận này. Barca dẫn trước và luôn cầm bóng trên 80%, khiến cho việc ghi thêm những bàn thắng nữa vào lưới Thái Lan đã trở thành việc quá đổi đơn giản. Tuy nhiên, chiến thắng tưng bừng của gã khổng lồ xứ Catalan vẫn để lại một vết gợn. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội chủ nhà rốt cuộc cũng có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở những phút cuối cùng của nửa đầu trận đấu. Phút 43, một cầu thủ của Barca phạm lỗi với Danda trong vòng cấm và trọng tài đã cho Thái Lan được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Danda đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Valdes, rút ngắn tỷ số xuống 1-5 cho Thái Lan. Bước sang nửa sau trận đấu, huấn luyện viên Martino đưa ra hàng loạt thay đổi về đội hình ra sân khi tung Jordi Alba, Xavi, Iniesta, Busquets vào sân. Sức mạnh của Barca không hề suy giảm và chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 diễn ra, Barca gia tăng cách biệt lên thành 5 bàn nhờ pha lập công của Pedro. Ở tình huống đối mặt với thủ môn đối phương, chân sút người Tây Ban Nha tưng bóng kỹ thuật nâng tỷ số lên 6-1, đồng thời hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình. Một phút sau đó, Iniesta thực hiện pha căng ngang chính xác cho Alexis Sanchez dứt điểm và tỷ số trận đấu là 7-1 nghiêng về đội chủ sân Camp Nou sau pha kết thúc chính xác của Sanchez.
Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Barca chiếm hoàn toàn thế chủ động trên sân với rất nhiều pha tấn công nguy hiểm. Những Alexis Sanchez, Montoya hay Pedro đều có thêm cơ hội, nhưng gã khổng lồ xứ Catalan không có thêm bàn thắng nào. Đoàn quân của huấn luyện viên Martino cũng chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nên tỷ số 7-1 được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút trận đấu tại thủ đô Bangkok. Vừa rồi là những diễn biến trong trận đấu giao hữu giữa Thái Lan và Barcelona mùa hè 2013. Nếu thấy video hay, đừng quên dành tặng cho chúng tôi một like và subscribe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!